Kính chào quý vị và các bạn. Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo, Eder có lẽ là những cái tên được giới hâm mộ thể thao nhắc đến nhiều nhất ngày hôm nay sau trận chung kết đầy kịch tính của Euro 2016 vừa diễn ra rạng sáng nay 11 tháng 7. Sớm mất Ronaldo từ đầu trận, nhưng đội tuyển đến từ bán đảo Iberia vẫn thi đấu kiên cường để rồi đánh bại Pháp với tỷ số 1-0 ở hiệp phụ thứ 2 và lần đầu tiên trong lịch sử giành ngôi vô địch bóng đá châu Âu. 12 năm sau thất bại nghiệt ngã trước Hy Lạp ở chung kết Euro 2004 trên sân nhà, Bồ Đào Nha đã được số phận tưởng thưởng bằng chức vô địch Euro 2016 trên đất Pháp sau khi đánh bại chính người Pháp ở chung kết. Một chiến thắng giống như một sự bù đắp ngọt ngào của số phận cho đội bóng vẫn được ví von là Brazil của châu Âu. Khu vực dành cho người hâm mộ dưới chân tháp Eiffel, rạng sáng nay tràn ngập pháo sáng, cờ hoa chào mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá đến từ bán đảo Iberia, Bồ Đào Nha. Dù thiếu vắng sự dẫn dắt của đội trưởng Cristiano Ronaldo ngay từ giữa hiệp 1, sau khi ngôi sao này bị chấn thương buộc phải rời sân, song đội bóng của huấn luyện viên Fernando Santos vẫn xuất sắc vượt lên những chú gà trống Gauloa để giành ngôi vô địch giải bóng đá châu Âu Euro 2016. Đây là chiến thắng rất quan trọng với chúng tôi. Tôi không thể tin nổi vào mắt mình. Chúng tôi đã lần đầu tiên thắng người Pháp trong các trận đấu lớn. Chúng tôi là những người chiến thắng, những người hùng Bồ Đào Nha đã giúp tôn vinh vị thế của chúng tôi. Dù thiếu vắng Ronaldo, nhưng đội tuyển của chúng tôi vẫn rất kiên cường và đánh bại đội chủ nhà Pháp. Còn gì hơn thế? Cả đất nước Bồ Đào Nha như nổ tung trong giây phút chiến thắng. Quảng trường Praça do Comércio ở Lisbon đã trở thành điểm tập trung của hàng nghìn người hâm mộ đội tuyển tới theo dõi trận đấu trên màn hình lớn. Và khi Eder ghi bàn thắng lớn của trận đấu, khu vực quảng trường như vỡ tung trong sự vui sướng. Thật khó mà diễn tả cảm xúc lúc này. Tôi đã luôn mơ về một chiến thắng cho Bồ Đào Nha kể từ năm 2004. Chúng tôi đã chiến đấu vì điều này. Hôm nay là một bữa tiệc lớn. Chúng tôi sẽ ăn mừng nhiều ngày liền. Bởi đây là lần đầu tiên Bồ Đào Nha giành được chức vô địch bóng đá châu Âu. Ngay sau khi trận chung kết Euro 2016 kết thúc, người Bồ Đào Nha trên khắp châu Âu cũng đã đổ ra đường ăn mừng thành công của Ronaldo và các đồng đội. Lần đầu tiên trong lịch sử, Bồ Đào Nha có ngôi vô địch Euro. Cũng lần đầu tiên trong lịch sử, Bồ Đào Nha có ngôi vô địch của một giải đấu lớn. Đối với một đất nước đã sa sút mạnh do khủng hoảng kinh tế, chức vô địch Euro 2016 càng trở nên giàu ý nghĩa hơn bao giờ hết. Trái ngược với niềm vui chiến thắng của Bồ Đào Nha, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má cổ động viên Pháp khi đội tuyển của họ để vuột mất chiến thắng vào tay đội khách. Có trong tay rất nhiều lợi thế như dàn cầu thủ đồng đều hơn, lối chơi áp đảo hơn. Thế nhưng sau 120 phút chung cuộc, tuyển Pháp đã phải ngậm ngùi nhìn Bồ Đào Nha giành chức vô địch ngay trên sân nhà của mình. Những con phố của Paris đã chết lặng khi Eder sút tung lưới đội tuyển Pháp. Các cổ động viên tại khu vực dành cho người hâm mộ dưới chân tháp Eiffel và trên toàn nước Pháp lặng im theo dõi những phút cuối cùng. Và rồi khi tiếng còi kết trận vang lên, những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má. Tôi muốn khóc và đã khóc. Chúng tôi đã có những cơ hội tuyệt vời, có những cầu thủ trẻ tuyệt vời, có một đội hình tuyệt vời. Thế nhưng chiến thắng vẫn không đến với chúng tôi. Đội tuyển quốc gia Pháp sẽ không bao giờ có được một cơ hội lớn như thế này nữa. Chúng tôi đã may mắn khi chiến thắng Đức, cũng như họ đã gặp may khi đánh bại được tuyển Pháp ngày hôm nay. Đó là bóng đá. Trong suốt trận chung kết Euro 2016, các cổ động viên Pháp có mặt trên sân Stade de France không ngừng hò hét cổ vũ cho đội nhà. Tất cả họ đều tin rằng Pháp sẽ có lần thứ ba đăng quang một giải đấu được tổ chức trên sân nhà. Niềm tin đó càng trở nên lớn hơn khi ngôi sao sáng nhất trong đội hình Bồ Đào Nha là Cristiano Ronaldo sớm phải rời sân ở phút 25 vì chấn thương. Cứ mỗi đợt tấn công của tuyển Pháp là một lần cổ động viên lại hy vọng đội nhà sẽ có bàn thắng và lật ngược thế cờ. Thế nhưng phép màu đã không đến với đội chủ nhà. Lúc bắt đầu trận đấu, chúng tôi giành ưu thế hơn, thế nhưng mọi thứ đã bị đảo lộn. Tôi rất buồn và thất vọng. Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng hơn họ, nhưng họ may mắn hơn chúng tôi. Theo báo chí Pháp, người ta đã chuẩn bị phương án đội nhà chiến thắng. Nếu điều đó xảy ra, hàng triệu người Pháp sẽ đổ ra đường và hàng chục vạn người sẽ kéo về cổng Khải Hoàn và tháp Eiffel. Trong khi đó, đội tuyển Pháp sẽ được mời đến Điện Élysée để ăn trưa với Tổng thống Pháp. Tiếc thay, kế hoạch này đã bị hủy bỏ. Sáng nay, nước Pháp sẽ thức dậy với một nỗi buồn.
khởi tranh từ đêm 10 tháng 6 và kết thúc vào đêm 10 tháng 7 theo giờ địa phương. Có thể nói nước Pháp đã tổ chức Euro 2016 thành công ở nhiều phương diện, nhưng nổi bật nhất vẫn là công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho các trận đấu, cho cầu thủ và khán giả. Ngoại trừ một số vụ việc các cổ động viên Nga, Anh, Croatia gây rối nhỏ lẻ, chủ yếu ngoài sân vận động sau những trận đấu đầu tiên, thì hình ảnh mà khán giả trên thế giới thấy được vẫn là không khí lễ hội trên khán đài và những trận đấu bình yên trên sân vận động. Euro 2016 diễn ra trong bối cảnh nguy cơ bị tấn công khủng bố ở mức cao. Vì vậy, nhà chức trách Pháp đã làm mọi cách để đảm bảo an toàn trong thời gian diễn ra Euro 2016. Khoảng 90.000 nhân viên đã có mặt trên khắp các nẻo đường nước Pháp. Trong đó, 77.000 người là cảnh sát và hiến binh. Phần còn lại bao gồm các nhân viên an ninh, quân nhân và 1.000 tình nguyện viên. Mỗi đội bóng dự giải được bảo vệ bởi 17 sĩ quan cảnh sát, 2 đặc vụ cùng lính đặc nhiệm Pháp. Đại sứ quán và lãnh sự quán các nước ở Paris cũng được tăng cường an ninh bằng lực lượng bổ sung. Người Pháp đã cam kết rằng giải đấu năm nay sẽ tuyệt đối an toàn và họ đã biến cam kết này thành hiện thực. Ngoài ra, các phương tiện an ninh đặc biệt cũng đã được triển khai trong các khu vực fan zone để đảm bảo an toàn cho các cổ động viên tụ tập bên ngoài sân vận động hay các điểm đặt màn ảnh lớn truyền hình trực tiếp trận đấu. Nước chủ nhà đã chi thêm khoảng 180 triệu euro cho an ninh và các công tác có liên quan. Trong số 10 sân vận động được chuẩn bị cho các trận cầu ở Euro 2016, 4 sân vận động được xây mới, 5 sân được nâng cấp. Tất cả các công trình này cũng như công tác hậu cần đón tiếp đều đã hoàn tất đúng tiến độ dự kiến. Theo số liệu thống kê, trong 1,7 tỷ euro được chi cho các công trình liên quan đến hạng mục xây dựng các sân vận động phục vụ Euro 2016, ngân sách chính phủ Pháp chiếm 152 triệu euro. Cho đến trận đấu cuối cùng, chung kết giữa Pháp và Bồ Đào Nha, mọi công tác chuẩn bị của nước chủ nhà đều thành công mỹ mãn. Đã không có bất kỳ một nguy cơ khủng bố nào diễn ra tại Euro 2016. Một kỳ Euro chìm trong những mối lo âu về khủng bố đã được người Pháp hóa giải. Và vì thế, những chú gà trống Gauloises dù không giành ngôi vô địch, nhưng người Pháp cũng đã mang đến một mùa Euro 2016 thành công và đáng nhớ đối với người hâm mộ Nam Châu. Như vậy là sau đêm chung kết với niềm vui chiến thắng dành cho Bồ Đào Nha tại Euro 2016, giờ đây người hâm mộ thể thao trên thế giới lại tiếp tục hướng về Brazil, nước chủ nhà của Olympic 2016, cùng chờ đợi ngày ngọn đuốc Olympic được thắp sáng trên sân vận động Maracanã ở thành phố biển Rio de Janeiro, mở màn cho ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. Đến thời điểm này, khi mà chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ đến ngày khai mạc, Olympic Rio 2016 vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức, trong đó có khó khăn về tài chính do nền kinh tế suy thoái nghiêm trọng, tình trạng ô nhiễm nguồn nước ở các địa điểm thi đấu, bệnh dịch Zika vẫn chưa được kiểm soát và cả nỗi lo an ninh khủng bố ngày một tăng cao. Tại thành phố Rio de Janeiro cũng dần nóng lên từng ngày. Thành phố đăng cai Olympic đầu tiên của khu vực Nam Mỹ dự kiến sẽ người có nhiệm vụ giữ gìn trật tự, đảm bảo an ninh, lại đang tổ chức đình công trong suốt những tuần gần đây do bị chậm trả lương. Bên cạnh đó, do lo ngại các vụ tấn công khủng bố có thể đe dọa Olympic Rio 2016, Brazil dự kiến sẽ triển khai 85.000 binh sĩ và mặc dù gặp phải rất nhiều trở ngại trong suốt quá trình chuẩn bị cho Olympic, tuy nhiên ở thời điểm chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, lễ khai mạc sẽ diễn ra, Ban tổ chức Thế vận hội Rio 2016 vẫn hết sức quyết tâm với mong muốn tổ chức thành công ngày hội. Sau World Cup 2014, Brazil tiếp tục chào đón bạn bè trên khắp thế giới vào mùa hè này khi Olympic Rio 2016 khai màn vào ngày 5 tháng 8 tới. Kỳ Thế vận hội mùa hè năm nay nhận được rất nhiều sự quan tâm lo lắng của người hâm mộ bởi những trở ngại và thách thức lớn chưa từng có mà nước chủ nhà đang phải đối mặt. Thậm chí nhiều người còn đặt dấu hỏi về tương lai nào đang chờ đợi Olympic Rio 2016. Thế nhưng nếu như có mặt trên các con phố của thủ đô Rio de Janeiro những ngày này, có một điều có thể dễ dàng nhận ra, đó là tinh thần yêu thể thao, sự nồng nhiệt chào đón du khách của người dân địa phương, một nét quyến rũ rất riêng của quốc gia châu Mỹ Latin này. Thành phố Rio de Janeiro đang hy vọng sẽ có hơn 1 triệu du khách tới Brazil suốt thời gian Olympic diễn ra và đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để quảng bá hình ảnh về đất nước và con người Brazil, đặc biệt là sự nồng nhiệt và hiếu khách của người Brazil. Đây quả là một vinh dự bởi vì Olympic là một sự kiện độc nhất, 10 năm mới diễn ra một lần. Rất nhiều người sẽ còn nhớ mãi đến kỳ Olympic gắn liền với đất nước Brazil. Ai cũng được hưởng lợi, từ em bé, những người trẻ tuổi cho đến cả những người già.
Những người dân Brazil cũng rất háo hức đón chờ sự kiện này, bất chấp hàng loạt bê bối liên quan đến khủng hoảng kinh tế, chính trị, bệnh dịch có thể ảnh hưởng lớn đến Olympic 2016, tinh thần thể thao vẫn là thứ khiến người Brazil có thể tự hào. Cả thế giới sẽ có mặt ở đây, đó là niềm vui lớn với Brazil. Chúng tôi đã thua ở World Cup 2014, nhưng tinh thần thể thao của chúng tôi không vì thế mà mất đi. Chúng tôi vẫn rất yêu thể thao. Theo một khảo sát được tiến hành gần đây, có tới 67% người dân Brazil bày tỏ sự hân hoan chào đón Olympic Rio. Trong suốt 7 năm chuẩn bị, Ủy ban Olympic của Brazil cũng đã nỗ lực rất nhiều để xây dựng hình ảnh một thành phố Rio xinh đẹp và mến khách trong mắt của bạn bè quốc tế. Chúng tôi đã sẵn sàng, giống như lời hứa cách đây 7 năm ở Copenhagen. Và giờ mọi con mắt đều đổ dồn vào các vận động viên lớn, những người nổi tiếng. Chúng tôi luôn cảm thấy tự hào, đó là cảm giác của chúng tôi trong suốt 7 năm qua. Có một thực tế mà không phải ai cũng biết, Rio de Janeiro là một trong những thành phố nguy hiểm nhất của Brazil khi tỷ lệ tội phạm ở đây tăng trung bình 14% so với năm ngoái. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2016, đã có 2.083 vụ giết người xảy ra trong thành phố này. Trong bối cảnh các vụ tấn công khủng bố đang xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, đảm bảo an ninh cho Thế vận hội Rio 2016 trở thành một trong những thách thức lớn nhất và cũng là mối quan tâm hàng đầu của Ủy ban Olympic Quốc tế. Thế nhưng có chuyên gia lại cho rằng, biết đâu Olympic chính là cơ hội tuyệt vời để Rio phá vỡ cái vòng luẩn quẩn về ám ảnh bạo lực tại thành phố này. Cho tới lúc này, bất chấp rất nhiều những bất ổn về chính trị, kinh tế đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình ảnh của Olympic Rio 2016, chính quyền Brazil vẫn khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để mang đến cho người hâm mộ một kỳ Thế vận hội an toàn và thành công. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi điều đó khi ngọn đuốc Olympic được thắp sáng trên thành phố Rio de Janeiro vào tháng 8 tới. Còn bây giờ, chuyện Đông chuyện Tây ngày hôm nay xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.